Rồi nhà vườn thông minh nhà mình ghé tham khảo giờ luôn một cây cẩm thị nhà mình nha. Cây siêu già luôn. Này. Form dáng thiên nhiên này, rất kỳ là vip luôn nha. Đường chảy cái lũ thép âm thân nhà mình nha. Rất là già luôn. Cây cành này. Rất là côn nha. Có cái cò này. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nhà mình. Cây này form rất chi là ok luôn nha. Cây này có mã số là 883 nha. Có cái hoành này là 30, hoành này 30 nha. Cao là 100. 100 trái cái đầu này nha. Cây đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 50 nha. Giờ mình xem tham khảo luôn. Cây này là hàng VIP nha. Cây rất là già. Màu đen hiền bí nha. Mình mà xịt nước lên rồi nó đen nhìn rất là đã. Mấy hàng này thì hàng dữ, lâu lâu lên sóng. Tay cành rất là côn luôn. Cò cái này giờ bao rễ nha. Nhà mình xem tham khảo, được gì ngân ý thì cứ việc inbox nhà vườn nha, theo số điện thoại là 0366169369 nha. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Này. Dạ nổi mà rong rêu lên. Quá già. Cái này là giao lưu không chậu nhà mình. Nhà vườn sẽ rút chậu ra nha. Này, chậu này chi phí đi rất là nặng. Rất là cao luôn. Cái này về mình lên cái chậu khác cho nó là tuyệt vời luôn. Đấy, quá đẹp nhỉ mình, quá xuất sắc luôn. Giờ săn phôi tìm đâu ra nữa nhỉ mình, quá là ok luôn. Rồi nhà mình cứ việc tham khảo nha, nếu được duyên thì cứ việc ai bóc nhà vườn nha. Từ số điện thoại là 0366169369 nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.